cô tới rồi đây nè ông Thanh. Dạ, em chào cô. Cô ơi, cái rau càng cua mà cô nhờ em lặt á, em làm xong hết rồi trong lúc mà chờ cô Hà đến á. Cảm ơn Hồng Thanh nha. Hôm nay mà cô tới chậm một chút xíu là bởi vì cô phải chờ để mua bằng được cái phần thịt cổ bò này nè. À, thịt cổ bò nghe đặc biệt quá cô ơi. Nhưng mà đầu tiên thì mình sẽ chào quý vị khán giả trước nha cô. Đầu bếp Thu Hà và Hồng Thanh đến chào quý vị đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Cô Hà ơi, bình thường á em thấy thịt bò thì người ta hay lựa là phi lê nè, bắp bò hay là thịt đuôi nữa. Nhưng mà bữa nay cô chọn thịt cổ bò là chắc là để làm món gì đặc biệt lắm đúng không cô? À, đúng rồi đó Hồng Thanh. À, bởi vì sau khi chế biến xong á thì phần thịt cổ bò này sẽ có cái độ giòn rất là ngon. Và hôm nay thì cô muốn giới thiệu đến chương trình một món ăn mới lạ, hấp dẫn, thanh mát và cũng rất là giàu chất dinh dưỡng. Món ăn có tên là gì vậy cô? Hôm nay chúng ta cùng nhau vào bếp để thực hiện món gỏi bò rau càng cua. Để làm món gỏi bò rau càng cua, chúng ta cần chuẩn bị 200g rau càng cua, 300g thịt cổ bò, cà chua bi, hành tây tím, rau húng lủi, cần tàu, ớt sừng cắt sợi, tỏi ớt băm, mè trắng rang, hành tím phi, nước hành tỏi, tương ớt, các loại gia vị thông thường và giấm gạo lên men của Ajinomoto. Đầu tiên thì chúng ta sẽ ướp cái phần thịt cổ bò. Ướp vào trong thịt bò một nửa muỗng cà phê tiêu, một muỗng cà phê hạt nêm Ajinomoto heo, một nửa muỗng canh nước tương Phú Sĩ và một muỗng canh nước hành tỏi băm. Bây giờ chúng ta sẽ dùng tay chúng ta thoa đều tất cả các cái gia vị để cho thấm đều vào trong miếng thịt bò này. Chúng ta sẽ dùng chỉ cô tông để quấn xung quanh cái miếng thịt bò này thành một cái cây thịt bò có đường kính khoảng chừng 3-4 cm. Cô ơi, mình quấn tròn cuộn bò lại như vậy thì nó có cái công dụng gì đặc biệt không cô? Có chứ, chúng ta sẽ quấn tròn cái cuộn bò có đường kính khoảng chừng 3-4 cm để khi chế biến xong á thì thịt bò chín bên ngoài và vừa chín tái ở bên trong. Hành tây tím bây giờ thì chúng ta sẽ cắt lát ngang củ ha. Cho nó vào trong một cái chén mà có nước đá. Cắt đôi các cái quả cà chua bi. Rau thơm cần tàu. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đập dập cái phần cọng của nó và cắt làm đôi. Còn phần rau húng lủi thì chúng ta sẽ cắt rối hoặc là chúng ta cắt nhỏ đó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ áp chảo thịt bò, cho vào đây một ít dầu ăn. Bây giờ thì mình sẽ cho cái phần thịt bò mình đã cuộn vào đây mình áp chảo. Rồi, mình đợi cho miếng thịt thật là xém rồi sau đó chúng ta mới lăn trở miếng thịt nha. Bây giờ chúng ta sẽ trải một miếng giấy bạc ra. Phần cần tàu đã đập dập, bây giờ mình sẽ trải bên dưới này một ít. Đặt miếng bò lên, cho một ít cái cần tàu lên trên nữa, gói cái phần miếng thịt bò này lại, hai cái đầu này chúng mình sẽ dặn lại là xong ha. Sau khi đã gói cuộn bò vào trong giấy bạc thì chúng ta sẽ đem đút lò ở nhiệt độ 180 độ khoảng 15 phút. Chúng ta sẽ pha nước trộn, pha vào chén rồi một nửa muỗng cà phê muối, hai muỗng canh đường, hai muỗng canh tương ớt, ba muỗng canh giấm gạo lên men của Ajinomoto, khoảng hai muỗng cà phê tỏi và ớt băm. Như vậy là chúng ta đã có cái phần sốt trộn gỏi rồi. Rồi, chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ để nguội thịt bò thì sau đó mới cắt lát. Như vậy thì sẽ giữ được độ ngọt của thịt bò và khi trộn thì rau sẽ không bị nhũn. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu trộn gỏi. Cho rau càng cua vào trong cái thố trộn, cho cà chua, cho tiếp hành tây tím, thịt bò. Cho ớt sừng cắt sợi vào đây, mè trắng rang nè, một nửa hành phi nè và một nửa húng lủi. Cho cái phần nước trộn gỏi mà chúng ta đã pha vào, trộn đều và mình sẽ trộn nhẹ tay thôi. Bây giờ chúng ta sẽ trình bày món ăn ra đĩa. Rắc lên đây một ít hành tím phi, một ít mè trắng rang. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành món gỏi bò rau càng cua. Và bây giờ thì cô mời Hồng Thanh thử để chia sẻ cảm nhận nha. Dạ, em cảm ơn cô. Gỏi bò rau càng cua ngày hôm nay rất là ngon quý vị ơi. Thịt bò vừa chín tới vẫn giữ được độ ngọt và hơi giòn giòn, không hề bị dai. Rau càng cua thì thơm và cũng rất là giòn, hòa quyện với nước trộn gỏi chua cay mặn ngọt, rất là hòa vị luôn. Chúc quý vị khán giả sẽ thành công với món gỏi bò rau càng cua nhé. Còn bây giờ thì đầu bếp Thu Hà và Hồng Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.